Thưa quý vị, ngày mai ngày 15 tháng 6, hơn 13.000 thí sinh của Đà Nẵng sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. Diễn ra trong bối cảnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, hiện công tác chuẩn bị đang được ngành giáo dục và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai để sẵn sàng tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch. Trong ngày 12 và 13 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo mẫu gộp 10 người một nhóm cho hơn 16.000 người, trong đó có hơn 13.000 thí sinh dự thi và khoảng 3.000 cán bộ làm nhiệm vụ. Toàn bộ các mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Đến thời điểm này, các phòng thi đã được phun khử khuẩn. Thí sinh đến các điểm thi được hướng dẫn thực hiện các bước phòng COVID-19 nghiêm ngặt từ cổng trường đến phòng thi. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị do cái việc mà chống dịch là rất là tốt, đầy đủ cơ sở vật chất về bình sát khuẩn cũng như xét nghiệm cho học sinh. Trong sáng nay, các thí sinh đã đến các điểm thi để học quy chế thi, làm thủ tục dự thi. Kỳ thi năm nay, Đà Nẵng có 13.253 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, 1.058 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tại 32 điểm thi. Trong những ngày qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi, công tác lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm thi, đồng thời phối hợp các sở ban ngành ra soát lại tất cả kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi lần này. Đến thời điểm này thì cơ bản mọi công việc đã hoàn tất và chuẩn bị tất cả các điều kiện để ngày mai các em học sinh bước vào thi tuyển sinh lớp 10 thì toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên tham gia làm công tác thi và học sinh xét nghiệm thì đã có kết quả âm tính. Như vậy thì tất cả chúng ta sẽ trước mắt là sẽ yên tâm. Thì hiện tại tất cả các điểm thi, các thầy cô đã chuẩn bị rất chu đáo các cái vật dụng cần thiết để thực hiện công tác phòng chống dịch. Và sau mỗi buổi thi xong thì tất cả các điểm thi sẽ sát khuẩn lại bề mặt các phòng thi, các khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Trong trường hợp xuất hiện tình huống bất ngờ, điểm thi dự phòng tại trường Trung học Phổ thông Võ Chí Công cũng được chuẩn bị sẵn sàng với tất cả cơ sở vật chất, lực lượng làm công tác thi đầy đủ sẵn sàng, tiếp nhận thí sinh thuộc đối tượng F1, F2, đảm bảo tất cả thí sinh đều thực hiện quyền được thi của mình. Sáng ngày mai, ngày 15 tháng 6, thí sinh thi môn ngữ văn thời gian 120 phút từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều thi môn ngoại ngữ thời gian 90 phút từ 14 giờ 30 đến 16 giờ.